Đắk Lắk kỳ lạ đòi nợ thuê đến ủy ban xã xin được đòi nợ. Tại xã Đắk Liên, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua xuất hiện xe ô tô đòi nợ thuê gây chú ý. Xe ô tô đậu trong ủy ban nhân dân xã Đắk Liên có logo với dòng chữ đòi nợ dân chủ, thu hồi nợ chuyên nghiệp văn minh. Nhưng kỳ lạ là lãnh đạo xã Đắk Liên, huyện Lắc không hay biết. Chiều ngày 31 tháng 7 vừa qua, phóng viên ghi nhận trong trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đắc Liên xuất hiện ô tô màu trắng, bên ngoài ô tô dán logo đòi nợ dân chủ, thu hồi nợ chuyên nghiệp văn minh, nợ là phải trả, khiến nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi. Người dân địa phương cho biết chiếc ô tô đòi nợ thuê này đã xuất hiện trên địa bàn xã Đắc Liên cách đây vài ngày và chưa gây nên xáo trộn nào đối với người dân trao đổi nguyên nhân xuất hiện xe ô tô đòi nợ thuê tại trụ sở ủy ban, ông Ma Văn Hoàng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đất Liên cho rằng bản thân ông không hề hay biết tại sao xe lại xuất hiện tại trụ sở. Xe ô tô này đậu trong ủy ban nhân dân xã nhưng không thông qua tôi mà chỉ làm việc với công an xã, ông Hoàng cho hay. Tiếp tục làm việc với phóng viên, ông Phạm Viết Tùng, trưởng công an xã Đất Liên thông tin, chủ của chiếc xe kỳ lạ này là của một công ty này, có tên gọi là HG, trụ sở tại đất Nông và có giấy tờ pháp nhân hợp pháp. Đơn vị này đến liên hệ công an xã để xin đòi nợ thuê, được chủ nợ ủy thác đòi nợ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xử lý một vụ việc kỳ lạ như vậy, nên chúng tôi cũng không rành và chưa biết xử lý như thế nào. Chúng tôi đã có báo cáo nhanh lên công an huyện xin chỉ đạo, theo đó lãnh đạo công an huyện chỉ đạo chỉ theo dõi. Nếu các đối tượng manh động gây rối trật tự thì công an sẽ xử lý, ông Tùng nói. Ông Vũ Quốc Hùng, tôi không bất ngờ khi Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Bây giờ cách tốt nhất để Trịnh Xuân Thanh chuột lỗi là phải khai hết và khai thật về những sai phạm của mình. Đó cũng là cách duy nhất Thanh để hy vọng vào sự khoan hồng của pháp luật. Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, ông vui vì Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, nhưng đây không phải là điều khiến ông bất ngờ. Việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú cũng là việc đáng mừng, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của nền pháp chế nước ta và thế giới trong việc yêu cầu công dân phải tôn trọng và thực thi pháp luật một cách nghiêm chỉnh. Pháp luật không loại trừ một người nào nếu có vi phạm, đối tượng vi phạm cũng không thể trốn tránh mãi được, càng không thể lấy việc trốn chạy ra nước ngoài làm nơi nương thân suốt đời. Do đó tốt nhất khi có tội thì đối tượng nên đầu thú để được cơ quan chức năng xem xét khoan hồng. Còn sống chui lũi là cuộc sống nhục nhã đau đớn. Do đó tôi không bất ngờ khi Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, ông Hùng nói. Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cho rằng việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú cũng là niềm vui đối với gia đình, người thân, đối tượng. Chắc hẳn bố mẹ ông Thanh cũng sẽ cảm thấy vui và an lòng khi thấy con mình trở về. Nỗi đau của bố mẹ khi đứa con vi phạm bỏ trốn sẽ được nguôi ngoai phần nào việc thanh đầu thú cũng là điều tốt cho chính ông ta chứng tỏ đối tượng cũng là một người còn biết suy nghĩ bản thân thanh cũng đủ nhận thức để thấy rằng mình không thể sống chui lụi mãi cho đến khi về già ông hùng nhận định